Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Ở video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần ngôn ngữ Language của tháng lớp 12, bài số 8 với chủ đề là Thế giới của công việc, The World of Work. Và như thường lệ ở phần Language, chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên, từ vựng, Vocabulary. Phần thứ hai, phát âm, Pronunciation. Và cuối cùng là Grammar, ngữ pháp. Và không để cho mình chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn ở phần đầu tiên thuộc phần từ vựng nhé. Với yêu cầu của bài số 1 thuộc phần từ vựng như sau. The words in the left columns are from the conversation in Getting Started. Match them with the appropriate definitions in the right column. Là các từ vựng ở bên cột bên trái này thì là các từ vựng được trích ra từ cuộc hội thoại trong phần Getting Started. Và hãy nối những cái từ vựng đó với định nghĩa thích hợp của nó ở cột bên tay phải. Ở đây chúng ta có 5 từ vựng và đã được nhặt từ phần Getting Started, tương ứng với nó là 5 định nghĩa ở bên tay phải. Và những cái từ vựng này thì chúng ta đã đều nốt lại khi mà chúng ta học phần Getting Started rồi đúng không? Các bạn nào nhớ apply, đây động từ apply nó mang ý nghĩa là gì không? Và nó sẽ đi kèm với cái dấu từ là for đấy, apply for. Ờ ok, nếu nghĩa tiếng Việt của nó sẽ là ứng tuyển cho một cái vị trí nào đó, đúng không? Rồi tiếp theo, một động từ recruit, đúng không? Động từ cái này sẽ là tuyển dụng này. Number 3, qualification, một danh từ qualification, đúng không? Một danh từ mang ý nghĩa là trình độ hoặc là bằng cấp. Câu số 4, relevant, một tính từ, và tính từ này mang ý nghĩa là có liên quan. Và câu cuối cùng, probation, mang ý nghĩa là giai đoạn thử việc. Vậy ở đây, chúng ta đã đều biết ý nghĩa của tiếng Việt rồi, đúng không? Chúng ta đã đều học trong phần Getting Started. Vậy ý nghĩa tiếng Anh như thế nào đây? A. Find new people to join a company or a organization. Ở đây là tìm một người mới để tham gia vào một công ty hoặc là một tổ chức. Thì đây nó sẽ là định nghĩa của câu số 2, tuyển dụng. Recruit mean that you find new people to join a company or organization. Two will go with A. And B. A certificate or a degree that you earn after completing or a course or passing an exam. Và đây thì sẽ là một cái chứng chỉ hoặc là bằng cấp mà chúng ta sẽ giành được sau khi chúng ta hoàn thành xong một khóa học hoặc là thi đỗ một kỳ thi, thì nó sẽ là qualification, bằng cấp, chứng chỉ, đúng không? Bằng cấp. And since a period of times during which your employer can see if you are suitable for the job. Và đây là một cái khoảng thời gian, period of time thì nó sẽ chính là probation rồi đúng không? Thời gian thử việc. Và trong cái thời gian này thì người tuyển dụng của mình sẽ là xem là chúng ta có phù hợp với vị trí công việc đó hay không. Thì sẽ chính là probation, thử việc, thời gian thử việc. C will go with 5. And D, make a formal application or request. Và đây thì sẽ là viết đơn hoặc là một cái yêu cầu một cách trang trọng. Và đó sẽ là apply và là định nghĩa của apply, động từ số 1. Và cuối cùng, E thì chúng ta chỉ còn number 4, đúng không? E will go with 4, correct or suitable for a particular purpose. Và đây sẽ là chính xác này, đúng hoặc là phù hợp với một cái mục đích cụ thể nào đó. Sẽ là relevant, tính từ relevant, có liên quan. Và đó, chúng ta sẽ nhớ nhé. Apply mean that you make a formal application or request. Recruit, you find new people to join a company or organization. Qualification means that a certificate or a degree that you earn after completing a course or passing an exam. Relevant means that correct or suitable for a particular purpose. Probation, a period of time during which your employer can see if you are suitable for the job or not. Okay, so it will be number 1. Và đó sẽ là đáp án cho bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 với yêu cầu của bài số 2 như sau. Complete the text with the correct form of the words in 1. Là hoàn thành đoạn văn với dạng đúng của các từ được cho ở bài số 1. Ở đây chúng ta có 5 từ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng xem là áp dụng những cái từ đó trong cái đoạn văn này như thế nào nhé. Okay,
Và chúng ta đã đều biết là năm từ được cho ở bài số 1 nó là ở dạng danh động tính từ rồi, đúng không? Còn bây giờ là bài số 2 thì chúng ta sẽ xác định là thứ nhất, chỗ trống nó cần một loại từ là gì, đúng không? Danh từ, tính từ hay là động từ. Thứ hai là sẽ nhặt những cái danh từ, động từ có sẵn cho vào chỗ trống xem cái nào phù hợp. Vậy chúng ta sẽ cùng làm nhé. Ok. Applying for a job is a process of several stages. Là ở đây, ứng tuyển một công việc thì là một quá trình gồm nhiều giai đoạn. Chúng ta có là stage, là giai đoạn. First, when a new job is advertised, people by sending their CVs or covering letters. Đầu tiên, khi mà một công việc mới được quảng cáo thì mọi người sẽ như thế nào? Bằng việc là gửi sự yếu lý lịch cũng như là gửi thư xin việc. Vậy đây là mọi người sẽ ứng tuyển, đúng không? Mọi người ứng tuyển. Và đây chúng ta sẽ có là people apply. Mọi người ứng tuyển bằng cái cách là gửi CV cũng như là gửi thư xin việc. Cũng sẽ chọn động từ là apply. Và ở đây, đúng không? People chủ ngữ cộng với động từ. Chúng ta có động từ là apply là ứng tuyển. Và recruit là tuyển dụng. Đây sẽ là ứng tuyển, đúng không? Ứng tuyển, gửi CV và thư xin việc. All the CVs and covering letters are then screened and only the applicants with suitable experience and are shortlisted and invited for a job interview. Và tất cả những cái CV và những cái thư xin việc đó thì sẽ đều được lưu giữ lại, đúng không? Đó, đều sẽ được kiểm tra này. Và chỉ những ứng viên, chúng ta có applicant là ứng viên. Vậy ứng viên như thế nào thì cũng cần một cái tính từ ở đây, đúng không? Và tính từ ở đây sẽ là chỉ có một tính từ duy nhất, đó là relevant. Những cái ứng viên mà có, thực ra nếu mà dịch là có liên quan thì không hợp lý cho lắm, mà ứng viên phù hợp, đúng không? Bởi vì là có liên quan, relevant. Vừa nãy cái định nghĩa của nó cũng có mạnh nghĩa là suitable, phù hợp, đúng không? Nhưng ứng viên phù hợp, chỉ những ứng viên phù hợp với những cái kinh nghiệm và cái gì phù hợp. Vậy ở đây, ở bên cạnh cái experience thì chúng ta cần một cái danh từ nữa, đúng không? Trong bài số 1 thì có hai danh từ, đó là bằng cấp, qualification, cũng như là probation là thời gian thử việc. Vậy đây là có những cái kinh nghiệm và bằng cấp phù hợp, đúng không? Vậy cô sẽ cần điền danh từ là qualification. Và cái này qualification, bằng cấp, thì nó có thể là dạng số nhiều, nên cô sẽ chia dạng số nhiều của cái danh từ qualifications. Qualification. Chỉ những người, chỉ những cái ứng cử viên phù hợp, có với cái kinh nghiệm và trình độ phù hợp mới được tuyển chọn và mời đến phỏng vấn. If the candidates can perform well and impress the interviewers during the interview, they can be. Và nếu ứng cử viên mà có thể là nếu ứng cử viên có thể làm tốt và gây ấn tượng với người phỏng vấn trong quá trình phỏng vấn thì họ có thể được như thế nào đó, đúng không? Vậy can be cộng với phân từ 2, đúng không? Can be cộng phân từ 2 nghĩa là cần động từ. Chúng ta còn động từ, một động từ duy nhất, đó là động từ recruit, đúng không? Là tuyển dụng. Vậy nếu họ làm thế thì họ có thể được tuyển dụng, đúng không? Can be recruited sang phân từ 2. Sau khi tuyển dụng thì như thế nào nào? Next, the new recruits often go through a period that may last from several months to a year. Là sau đó thì những người những thành viên mới được tuyển dụng này thì sẽ thường phải trải qua một cái giai đoạn, là giai đoạn thử việc, đúng không? Chúng ta chỉ còn một cái từ duy nhất, đó là probation. Cần phải trải qua cái thời gian thử việc. Và cái thời gian này thì nó có thể là kéo dài từ khoảng vài tháng đến thậm chí là một năm, dựa vào chính sách của công ty hoặc tổ chức, đúng không? Depending on the policies of the companies or organization. Chúng ta có depend on, dựa vào, policy là chính sách. Rồi, thì đó sẽ là về bài số 2. Ôn tập lại những cái từ vựng chúng ta đã học ở trong phần Getting Started thôi, đúng không? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần phát âm nhé. Pronunciation, với phần phát âm đó là phần các từ được nhấn vào trọng âm, stressed words. Và đây sẽ là về những cái trường hợp mà nó ngoại lệ, đúng không? Ok, với yêu cầu của bài số 1 này. Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. Là chúng ta sẽ nghe và nhắc lại những câu dưới đây, chú ý vào những cái từ mà được nhấn trọng âm. Vậy chúng ta sẽ xem là cái từ nào được nhấn vào trọng âm trước đã nhé. Unit 8, page 32. Language, pronunciation,
Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. Và lần nghe đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe và cùng xem giúp cô là những cái từ nào được nhấn vào trọng âm. Và tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn nhé. 1. I'll help you to write the CV if I can. 2. We would send you the application if we could. 3. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can. 4. He isn't interested in that job, but she is. 5. She has the right skills to do the job, and he does too. 6. You can't work under time pressure. I can work under time pressure. 7. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên. Và bây giờ, có lẽ là chúng ta cũng đã hình dung ra được là những cái từ nào được nhấn vào trọng âm rồi đúng không? Nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta có cái lý thuyết ở ngay dưới đây đây. Rồi ok, cái phần do you know này. Chúng ta có, nó được viết ở đây như sau này. When auxiliaries, verbs and modal auxiliaries are not followed by a verb, they are stressed. Là ở đây những cái, khi mà những cái động từ chúng ta có auxiliary là có thể là những cái trợ động từ đúng không? Đó, cũng hoặc là những cái động từ khuyết thiếu mà không được theo sau bởi một cái động từ thì nó cũng sẽ được nhấn trọng âm. Ví dụ ở đây này, I will come to the party. Thì đây là động từ chắc chắn là nó được nhấn vào trọng âm rồi đúng không? Nhưng cái này, if I can này nó sẽ chính là cái trợ động từ đúng không? Và cái này nó không có động từ đi theo sau nên nó được nhấn trọng âm ở cái từ can này. We would lend you the motorbike. Ở đây would cũng là cái động từ khuyết thiếu đây, đúng không? Đó. Nhưng nó không được nhấn trọng âm, nhưng ở đây chúng ta có là if we could cũng là động từ khuyết thiếu và nó được nhấn trọng âm bởi vì nó không có động từ đi theo sau nhấn mạnh. Hoặc bên cạnh đó, những cái trợ động từ được nhấn trọng âm, đúng không? Khi mà nó được dùng ở dạng là kiểu khi mà để chúng ta thể hiện cái sự tương phản với nhau ấy. Ví dụ, you haven't applied for the job. I have applied for it. Ở đây, A thì nói rằng là đã chưa ứng tuyển vào đúng không? Thì B nhấn mạnh là đã ứng tuyển rồi, nhấn mạnh vào cả cái trợ động từ have này, cả cái động từ khuyết thiếu have này nữa. Và bên cạnh đó, cái trợ động từ thì cũng được nhấn mạnh đúng không? Auxiliary thì cũng được nhấn mạnh khi mà nó được sử dụng ở trong cái kiểu để thể hiện là có sự tương phản về thời gian. Ví dụ ở đây chúng ta nhìn vào ví dụ ở dưới nhá. Ok. He wasn't interested in that job. Wasn't, đây bình thường thì cái was này không được nhấn mạnh, nhưng ở đây đó là phủ định thì nó cũng nhấn mạnh rồi. Nhưng ở đây cái is này, but he is interested in it now. Bình thường cái is ở đây không được nhấn mạnh đúng không? Nhưng trong trường hợp này được nhấn mạnh bởi vì là nó được dùng để thể hiện cái sự là tương phản về một thời gian. Hồi xưa không có quan tâm, không có hứng thú với cái công việc đó, nhưng bây giờ thì có. But he is interested in it now. Đó, thì những cái đó, những cái trợ động từ này, những cái động từ khuyết thiếu, nó sẽ đều có thể được nhấn trọng âm. Nó chính là những cái ngoại lệ đây. Nhưng ở một cái vài trường hợp như là nếu nó không được theo sau bởi cái động từ thì sẽ nhấn mạnh trọng âm này. Hoặc nếu nó thể hiện cái sự tương phản về mặt ý nghĩa, có làm gì, không làm gì, hoặc nó thể hiện cái sự tương phản về mặt thời gian, chúng ta cũng sẽ nhấn mạnh vào những cái trợ động từ, những cái động từ khuyết thiếu đó nhé. Vậy với câu số 1 này, ở trên này, trước khi nghe lại lần nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là nhớ nhá, là bên cạnh là chúng ta tập trung vào những cái trợ động từ khuyết thiếu này đúng không, những cái trợ động từ thì chúng ta cũng có là nhấn mạnh vào những cái như ở phần bài số 7 chúng ta đã học rồi đúng không, content word này, những cái từ chứa nội dung như là danh từ, động từ, tính từ này, hoặc là những cái phủ định, những cái chỉ định như là this, that, this, though đúng không. Vậy thì câu số 1 này nhìn qua xem nào. À, những cái mà nó theo quy tắc, nó không phải là ngoại lệ thì cô sẽ gợi gạch chân màu xanh nhá. Help, động từ này, đúng không? Chắc chắn nó sẽ phải nhấn mạnh được rồi này. Write, động từ nhấn mạnh, đúng không? CV là viết cái gì, là danh từ cũng cần được nhấn mạnh. Và if I can, cái can này nó là trợ động từ khuyết thiếu, đúng không? Và nó không được theo sau của động từ nên nó sẽ được nhấn mạnh. Và những cái hình tròn, màu đỏ thì sẽ là những cái exception, được chưa? Là những cái ngoại lệ.
Rồi ok, câu số 2 này. We would send you the application if we could. Chúng ta có là would send. Tại sao cái would này không được nhấn mạnh? Bởi vì là nó theo sau bởi động từ, đúng không? The application cũng là cái danh từ cần được nhấn mạnh. Và if we could, đúng không? Là chờ động từ không được theo sau bởi động từ nên nó cũng sẽ được nhấn mạnh. Rồi, câu số 3 này. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can. Ở đây chúng ta có là mother, đúng không? Là danh từ cũng sẽ được nhấn mạnh này. Can't là phủ định cũng sẽ được nhấn mạnh rồi. Help là động từ được nhấn mạnh này. Job application là danh từ được nhấn mạnh này. Application letter nữa. Her sister cũng sẽ được nhấn mạnh bởi vì là nó là content word. Còn cái can này, nó là trợ động từ, đúng không? Không được theo sau bởi động từ, nên nó sẽ được nhấn mạnh, thể hiện cái sự là có khả năng làm gì đó. Câu số 4 này, isn't interested, đúng không? Phủ định, nên chắc chắn nó được nhấn mạnh rồi này. Interested, tính từ, content word được nhấn mạnh này. That job được nhấn mạnh bởi vì nó là danh từ. She is. Cái is ở đây đúng không? Đó, thể hiện cái sự tương phản, đúng không? Tương phản giữa, à, anh ấy thì không có hứng thú nhưng mà cô ấy có. Rồi, câu số 5 này. She has the right, tính từ right này, danh từ skill này. The job, danh từ content word này. Tiếp theo thì có là and he does to, chúng ta có does này đúng không? Does, nó sẽ chính là cái trợ động từ, đúng không? Mà không có cái động từ theo sau, nên chúng ta cũng sẽ nhấn mạnh vào cái đó. Và cái to này cũng sẽ được nhấn mạnh. Câu số 6, you can't work under time pressure. Chúng ta có can't, phủ định, luôn luôn là nhấn mạnh rồi. Work, có, đừng nhấn trọng âm này. Under time pressure, chúng ta có times, danh từ và pressure cũng sẽ là danh từ được nhấn mạnh. I can work under time pressure. Thì ở đây của chúng ta có là cái can này, thể hiện cái sự tương phản. Ở trên nó rằng là không thể, ở dưới muốn nhấn mạnh là tôi có thể, đúng không? Nó sẽ là exception. Mặc dù là nó có động từ theo sau, nhưng nó thể hiện sự tương phản. Rồi ok, câu số 7 này. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. Cái câu số 7 này nó chính là giống với cái câu ví dụ, đúng không? Giống với câu ví dụ cuối cùng ở phần dưới. Ở đây chúng ta có là I couldn't write a CV. Rõ ràng nó sẽ được nhấn mạnh, đúng không? Bởi vì là nó phủ định rồi. Write là động từ, CV là danh từ rồi này. Và 2 years ago cũng sẽ được nhấn mạnh, đúng không? 2 năm trước là thời gian, content word đây. But I can, cái can này nó là trợ động từ, đúng không? Đó, động từ khuyết thiếu và có cái động từ đằng theo sau, nhưng nó thể hiện cái sự trái ngược với mặt thời gian, nên chúng ta cũng sẽ nhấn mạnh vào cái can này. Và chắc chắn rồi, cái động từ write cũng sẽ phải được nhấn mạnh, đúng không? Và nhấn mạnh vào cả vào cái thời gian là cái now nữa. Đây sẽ là đáp án cho cái bài này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và cùng xem là chúng ta có đúng hay không nhé. Unit 8, page 32. Language, pronunciation. Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. 1. I'll help you to write the CV if I can. I help you to write the CV if I can. Đúng không? Nó nhấn mạnh rất là rõ vào các từ mà chúng ta đã highlight ở đây. Help, write, CV, can. Tôi sẽ giúp bạn viết CV nếu tôi có thể. 2. We would send you the application if we could. We'll send you the application if we could. Đúng không? Send, application, could. Number 3. Câu số 3 có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đơn đăng ký nếu chúng tôi có thể. 3. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can. Can ở đây là mẹ cô ấy thì không thể giúp cô ấy viết thư xin việc được, nhưng mà chị gái cô ấy thì có thể. Mother can't help job application letter. Sister can. Number 4. For he isn't interested in that job, but she is. He isn't, cái isn't này nó nhấn rất là rõ đúng không? He isn't interested in that job, but she is. Anh ấy thì không quan tâm đến công việc đó, nhưng mà cô ấy thì có. Isn't, interested, job, and is. And number 5.
5. She has the right skills to do the job, and he does too. She has the right skills to do the job, and he does too. Right, skills, job, does, and too. Ở đây có cô ấy có những kỹ năng thích hợp để làm việc đó và anh ấy cũng thế. Number 6. 6. You can't work under time pressure. I can work under time pressure. You can't work under time pressure. I can work under time pressure. Là bạn không thể làm việc dưới áp lực thời gian đâu. Tôi có thể làm việc dưới áp lực thời gian. Đó, nhấn mạnh cái việc đó. And number 7. 7. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. I couldn't write a CV 2 years ago, but I can write one now. 2 năm trước thì tôi không thể viết một cái CV, nhưng bây giờ thì tôi có thể viết rồi, đúng không? Rồi, đó sẽ là về phần phát âm. Nhấn mạnh, chúng ta chỉ cần nhớ rằng là A, những cái trợ động từ, những cái động từ khuyết thiếu, nó cũng sẽ được nhấn vào trọng âm khi nó nằm trong các trường hợp. Thứ nhất là nó không có động từ theo sau. Thứ hai là nó thể hiện cái sự tương phản về mặt ý nghĩa, phủ định, khẳng định. Thứ ba là nó thể hiện cái sự tương phản về mặt thời gian như thế này. Thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào những cái trợ động từ, những cái động từ khuyết thiếu đó nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần ngữ pháp. Ngữ pháp ngày hôm nay về câu tường thuật. Và câu tường thuật ở trong các dạng câu như là câu yêu cầu này, câu đề nghị, đúng không? Câu lời khuyên, đưa ra cái hướng dẫn. Okay, report speech, reporting orders, request, offer, advice, and instruction. Với yêu cầu của bài số 1, rewrite the sentences in report speech using the appropriate verbs from the box in the correct tense. Là chúng ta sẽ viết lại những câu dưới đây ở dạng câu tường thuật và hãy sử dụng động từ phù hợp trong khung ở các thì sao cho nó thích hợp, ở các thì sao cho nó đúng mắc, đúng các thì. Ở đây thì chúng ta trước khi làm bài số 1 này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái lý thuyết nhé. Ở cái phần là do you know ở bên cạnh. Chúng ta có reporting orders and request. We can use the structure tell, ask somebody, someone to do something. Là khi mà để tường thuật lại về những cái lời yêu cầu, về cái đề nghị thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc đó là tell, ask someone to do something. Nghĩa là tell somebody to verb đó. Ở đây ví dụ chúng ta có là câu trực tiếp direct speech và report speech là câu tường thuật. Câu trực tiếp spend more times on your studies là đây là một cái câu yêu cầu đúng không? Hãy dành nhiều thời gian cho việc học hơn đi, đúng không? Thì ở đây tường thuật lại là mẹ thì bảo rằng, đúng không? Mẹ thì bảo rằng, sorry, bố thì bảo rằng my father told me to spend more times on my study. Told me to spend. Ở đây chủ ngữ là my father, đúng không? Câu với động từ là tell hoặc là ask. Cộng một somebody ở đây là bảo của tôi. Làm gì to verb? Thì verb ở đây là spend, đúng không? To spend more time on my study. Thì ở đây chúng ta thấy rằng sang câu tường thuật thì nó thứ nhất là nó đang phải là đảo đổi những cái gì nhỉ? Thứ nhất là đổi những cái tính từ sở hữu, đúng không? Nó đổi tính từ sở hữu sao cho nó phù hợp này. Còn cái cấu trúc là kiểu tường thuật lại câu yêu cầu, câu đề nghị thì chúng ta chỉ cần nhớ được cái cấu trúc là tell somebody hoặc là ask somebody to verb thôi. Vậy ví dụ ở đây, will you be able to start the jobs this week? Liệu có thể là bắt đầu làm việc vào tuần này được không? Đúng không? Và đây là người tuyển dụng, nhà tuyển dụng thì hỏi, đúng không? Thì ở đây nó sẽ là một cái câu hỏi chứ sẽ không phải là một cái câu yêu cầu đâu, đúng không? Ask, đúng không? Hỏi là liệu, là xem như thế nào. Và đây là câu hỏi không có tôi để hỏi nên sẽ dùng là ask if hoặc là ask whether, đúng không? Ask somebody if cộng một mệnh đề. Và cái mệnh đề này thì chúng ta sẽ phải lùi một thì, đúng không? Ở đây là tương lai đơn thì chúng ta sẽ phải lùi của thì tương lai đơn là will sang would này. Đó. Và this thì sẽ thành that, đúng không? Đấy thì sẽ là một vài những lưu ý khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Đây, ở đây chúng ta thấy là đây là câu trực tiếp sang câu gián tiếp dạng câu hỏi chứ sẽ không phải là yêu cầu và đề nghị nhá. Thì ở đây chúng ta thấy là nó đang lùi một thì này, đúng không? Lùi một thì này, đổi những cái tính từ sở hữu, những cái đại từ nhân xưng và những cái trạng từ chỉ thời gian nơi trốn cũng sẽ phải đổi, đúng không? Ở trong này thì nó đã thể hiện ở trong cái là will sang would này, this and that. Đây, ask somebody if và cộng với mệnh đề, không cần đảo cho động từ lên trước chủ ngữ nữa bởi vì đây là câu tường thuật, không phải câu hỏi. If I would be able to start the job that week, đây là câu hỏi.
Rồi, vậy khi nó ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ chỉ là khi mà ở dạng phủ định và ở dạng câu hỏi, câu tổng thuật lại thì chúng ta sẽ có là tells, ask someone not to work, bảo ai đó không làm gì, đúng không? Đây, ví dụ câu trực tiếp, you mustn't skip classes to do your part-time job, là không được, đúng không? Không được bỏ tiết học để làm, để đi làm thêm. Thì ở đây, report a speech, my parents, bố mẹ, bảo rằng, told me, bảo rằng là không làm gì, đúng không? Not to skip, not to, cụm động từ là skip, classes to do, và your này thì sẽ phải chuyển thành my, đúng không? My part-time job. Rồi, please don't rush into marriage before graduating and getting a good job, là đừng vội vàng kết hôn trước khi tốt nghiệp hoặc là có một công việc tốt. Thì ở đây bảo rằng là our parents ask us not to rush into marriage before graduating and getting a good job, là bảo rằng là không được, không cần phải là vội vã, đúng không? Không cần phải vội vàng kết hôn. Rồi, ask somebody not to verb thì đó sẽ là dạng phủ định ở dạng câu tổng thuật, ở câu hỏi, câu yêu cầu, câu đề nghị. Và đây, bên cạnh cái cấu trúc đấy thì chúng ta cũng có thể tổng thuật lại câu yêu cầu, câu đề nghị bằng cái cách như sau. My father told me that I had to spend more time on my study. Nghĩa là chúng ta dùng cái cấu trúc đó là have to, phải làm gì. Thay vì nói rằng là tell somebody, told somebody to work, to do something, hoặc là ask somebody to work, thì chúng ta chuyển sang thành một mệnh đề, mệnh đề cũng được. Told me that này. Và thể hiện cái dạng ở dạng là bắt buộc, yêu cầu như thế này. Have to, đúng không? Have to spend more time on my study. Hoặc là we ask the employer if they would give us more information about the responsibility of the part-time job. Là hỏi những người này liệu là họ có thể, đúng không? Có thể là cho chúng tôi thêm những cái thông tin về cái trách nhiệm của cái công việc bán thời gian đó không? Thì ở đây bên cạnh cái việc là ask somebody to work, ví dụ bình thường thì chúng ta có thể nói rằng là ask the employer to give us, đúng không? Thì bây giờ là chúng ta sang một cái cách diễn đạt khác, không là ask somebody to verb nữa. Nghĩa là bình thường chúng ta có thể là thay cái if they would này bằng cái to. Nhưng bây giờ chúng ta không dùng to ask somebody to verb. Chúng ta cũng có thể dùng là if they would give cũng được nhá. Đó, còn bình thường đây là told me cộng với là thay cái that I had to spend này bằng cái to, đúng không? Told me to spend more time on my study. Thì bây giờ chúng ta thêm, chuyển nó sang một mệnh đề, đó là that I had to, chủ ngữ cộng với động, cộng với cái thể hiện sự bắt buộc have to và cộng với động từ cũng được nhá. Với cái dạng tường thuật này thì thực ra chúng ta cũng không cần phải là áp dụng những cái quy tắc quá là kiểu quy tắc quá, không cần phải là áp dụng y nguyên cái nguyên tắc, mà thường cái dạng này thì chúng ta chỉ là đơn giản là dịch ra, dịch những cái mà chúng ta đã nghe, chúng ta hiểu, và chúng ta sẽ sử dụng những cái động từ, tường thuật sao cho nó phù hợp, hoặc là những cái cấu trúc sao cho nó phù hợp là được. Nhưng bất cứ ở dạng câu tường thuật nào thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là phải đổi cái gì nhỉ? Tính từ sở hữu, những cái đại từ nhân xưng sao cho nó phù hợp, đúng không? Cũng như là lùi thị, cũng như là đổi cái trạng từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn. Và nếu nó là ở dạng một mệnh đề thì chúng ta phải lùi một thì nữa, đúng không? Đây là một dạng mệnh đề nên chúng ta phải lùi một thì. Mệnh đề nghĩa là có chủ ngữ và động từ, sẽ phải lùi một thì. Còn với cái cấu trúc như là tell somebody to verb hoặc là ask somebody to verb thì không cần phải lùi, đúng không? Bởi vì là nó dùng to verb rồi thì nó không dùng mệnh đề nữa. Rồi bên cạnh đó chúng ta có viết ở đây, we can also use the structure ask to do something and ask for when someone asks to have something. Là chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc đó là ask to do something, ask cộng với to verb, hoặc là ask for khi mà ai đó yêu cầu có cái gì đó. Thì ở đây chúng ta có ví dụ như sau. Can I see your identity card, please? Là tôi có thể xem qua chứng minh thư của bạn được không? Thì sang câu tổng thuật này, the interviewer, người phỏng vấn thì ask to see my identity card, đúng không? Ask to verb to see, đúng không? Đây là một câu đề nghị có thể làm gì đó hay không? Và động từ chính xác ở đây là động từ chính là see, đúng không? Rồi, can I have the company brochure, please? Là tôi có thể xem qua sổ tay của công ty được không? Thì đây là ask the interviewer for, là ask for, và cái for này nó sẽ thường là cái danh từ nhá. Đó, ask for the company brochure, đúng không? Còn là cái ask to này là ask to cũng có động từ, ask for thì sẽ cộng với danh từ, nhớ cái đó.
Rồi và cuối cùng, reporting offers and advice là tường thuật lại về cái lời đề nghị, về cái lời khuyên, thì chúng ta sẽ dùng cái động từ là offer là đề nghị, hoặc là advice động từ lời khuyên, và sau đó là cộng một động từ thêm two verb. Ở đây chúng ta có là I will help you to write your CV, là tớ sẽ giúp bạn viết CV, đúng không? Thì đây là một lời đề nghị, một lời offer. Thì ở đây chúng ta có thể tường thuật lại, đó là my brother offered to help me to write my CV, là anh trai của tôi, có lẽ là ở đây dịch là anh trai hợp lý hơn. Anh trai của tôi thì đề nghị là sẽ giúp tôi, to verb đúng không, là to help me, you chuyển thành me này, giúp làm gì, viết cái CV đúng không. Rồi, I think you should learn how to use some computer applications, tôi nghĩ rằng là bạn nên học cách sử dụng một vài những cái ứng dụng máy tính. Thì đây sẽ là diễn tả một cái lời khuyên, should đây đúng không, và lời khuyên này sẽ là advise somebody to work. Ở đây sẽ là my teacher advised us, khuyên chúng tôi làm gì, to cộng một động từ chính ở đây là learn, to learn how to use some computer applications sẽ là về cái tường thuật ở dạng là câu lời khuyên đúng không. Vậy tóm tắt lại, chúng ta có những cái cấu trúc, đó là tell somebody to work này, đó ask somebody to work, tell or ask somebody not to verb, hoặc là ask somebody for something, offer to verb or and advise somebody to verb sẽ là một vài những cái cấu trúc ở dạng câu tổng thuật với các động từ thể hiện sự đề nghị này, những cái yêu cầu đúng không, những cái lời khuyên. Và như cô cũng có vừa nói là khi tổng thuật lại đúng không, thì chúng ta không cần phải là áp dụng cái quy tắc máy móc, mà chúng ta sẽ dịch cái mà chúng ta nghe được, chúng ta đọc được, và sau đó thì sẽ sử dụng những cái động từ tường thuật phù hợp, nghĩa là những cái động từ mà đã được giới thiệu ở đây rồi này, tell, ask đúng không, offer, advise, để viết thành câu tường thuật nhá. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu số 1, bài số 1 đây. Với các động từ tường thuật được cho trong khung như sau, ask là yêu cầu, là hỏi đúng không, offer thì nó sẽ mang ý nghĩa là đề nghị này, tell thì nó sẽ mang ý nghĩa là gì đấy, là bảo rằng, và advise thì là khuyên. Vậy chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Our teacher, you must study hard for the final exams. Giáo viên của chúng ta nói rằng là các em phải học tập chăm chỉ cho kỳ thi cuối kỳ. Về đây là diễn tả một cái là yêu cầu, bắt buộc phải làm gì đúng không, thì chúng ta sẽ dùng cái động từ là ask hoặc là tell cũng được. Vậy ở đây câu số 1 thì cô sẽ dùng cái động từ là đây, ok, cô sẽ biết, oh, thôi, cô sẽ viết ra tờ giấy cho là ok, cô sẽ viết ra tờ giấy cho là rõ hơn nhá. Và sẽ là our teacher cộng với động từ là gì đây, cô sẽ dùng động từ là told, bảo với chúng tôi đúng không? Told, bởi vì đây là tường thuật lại nên rõ ràng là sẽ phải quá khứ rồi này, told us này, cộng với to verb đúng không? To, và chúng ta xác định động từ chính ở đây là gì? Là động từ study đúng không? Bảo là phải học hành chăm chỉ, told us to study hard, để chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối kỳ, for the final exam. Sẽ là đáp án cho câu số 1. Vậy câu số 2, the job applicants, could you tell me if the company provides computers for all employees? Là người xin việc nói rằng là anh có thể cho tôi biết liệu công ty có cung cấp máy tính cho tất cả các nhân viên không ạ? Thì ở đây là the job applicant, là hỏi đúng không? Đó, ở đây thì sẽ là hỏi liệu là có như thế nào đó hay không, là cấu trúc hỏi thôi. Nên câu này, câu số 2 sẽ viết lại là thứ nhất vẫn chủ là chủ ngữ là the job applicants đúng không? Là người xin việc. Động từ là ask. Và hỏi rằng liệu có như thế nào đó hay không? Đây là một câu hỏi, không một từ để hỏi. Câu hỏi yes no nên chúng ta sẽ dùng cái if đúng không? Ask if này cộng với chủ ngữ là gì? Là the company đúng không? Hỏi là liệu công ty có như thế nào đó hay không, ask if the company, và cộng với động từ ở đây là provides là hiện tại đơn, sang cái này thì chúng ta sẽ phải lưu một thì là quá khứ đơn đúng không, provided computer, liệu là công ty có cung cấp máy tính cho tất cả các nhân viên hay không, for all employee.
Rồi ok, đó là câu số 2. Vậy câu số 3 thì sao? The career's advisor, you should develop your communication and planning skills. Ở đây chúng ta có là bình thường thì ở Việt Nam thì nó cũng không có những cái này, nhưng mà cô thấy là khi mà xem phim Hàn ấy thì có rất là nhiều những người những thầy cô được gọi là kiểu cố vấn nghề nghiệp ở trong trường, thì đây nó sẽ là như thế. The career, đúng không? Career advisor, những cố vấn nghề nghiệp thì khuyên rằng bạn em nên phát triển cái kỹ năng giao tiếp cũng như là kỹ năng lập kế hoạch. Vậy đây, the career's advisor advise, đúng không? Khuyên này nó làm gì? Advised us. Dùng, cô sẽ dùng động từ là advise. Và câu số 3 sẽ viết lại là the career. Advisor cộng với động từ là advised, đã khuyên rằng, đúng không? Đã khuyên chúng tôi là advise us cộng với to verb. Và động từ chính ở đây là động từ gì? Là động từ develop, đúng không? Để phát triển những cái kỹ năng đó. Develop our, kỹ năng của ai? Của chúng tôi, đúng không? Our communication. Communication and planning skills. Đó sẽ là câu số 3. And what about number 4? Câu số 4 thì sao? My mother's, I will find information about short courses on organizational skills for you. Mẹ của tôi, mẹ sẽ tìm thông tin về những cái khóa học ngắn hạn, những cái khóa học học về những cái kỹ năng tổ chức cho con. Vậy đây thì sẽ là nói rằng là đề nghị là mẹ sẽ làm cái đó, đúng không? Vậy đây sẽ dùng động từ là offer. Và ở đây offer cộng với to verb là to find, đúng không? Rồi, với câu số 4 chúng ta sẽ viết lại như sau. My mother, cộng với động từ là offer, đã đề nghị là sẽ làm gì, đúng không? Cộng với to verb và động từ chính là to find information, tìm kiếm thông tin về cái gì? About short courses on organizational skills for me, đúng không? Cho tôi mà. Và đó sẽ là đáp án cho câu số 4 và bài số 1. Ok, đã dùng được động từ là told này, told somebody to work này, ask if này, advise somebody to work và offer to work. Rồi ok, vậy chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Với yêu cầu của bài số 2 như sau. Complete the sentences reporting what was said, là hãy hoàn thành các câu dưới đây, tường thuật lại những gì đã được nói. Vậy cái này thì chỉ là viết lại thành câu tường thuật thôi, đúng không? Chúng ta có này, với cái giọng bài này chúng ta sẽ cùng dịch nghĩa nhá. Would you like to see me play in a football match? Có nghĩa rằng là cậu cũng muốn xem tớ đá bóng hay không, đúng không? Và đây là the monitor, ở lớp trưởng, invited là mời. Vậy là mời ai làm gì? Chúng ta có cấu trúc là invite somebody to work. Và đây sẽ viết lại là invite me, đúng không? Rõ ràng là mời tôi mà, đang nói với tôi là invite me cộng với to work. Và đây là to gì đây? To see, đúng không? Động từ chính ở đây là would you like me, would you like to see. Vậy đây sẽ là to see. To see, to see và to see him, đúng không? Me ở đây là monitor và trong cái câu tường thuật lại mình sẽ là him. Vậy đây sẽ là advise somebody to work rồi này. Và câu số 1 viết lại cụ thể như sau. The monitor, lớp trưởng, thì đã rủ, đúng không? Chúng ta có invite là rủ, invited me cộng với to verb, to see him. Và chép lại những cái thành phần còn lại trong câu thôi, là play in a football match. Và nhớ là không cần có dấu hỏi nữa, đúng không? Bởi vì đây sang câu tường thuật rồi. Và câu số 2, could you tell me what skills I need in order to get the job? Là có thể nói cho tôi biết là tôi cần những cái
kỹ năng gì để có thể là có được công việc này không? Chúng ta có the applicants ask the head of the human resources department, là ứng cử viên người xin việc thì đã hỏi, là hỏi cái gì đây? Hỏi cái người đứng đầu, hỏi trưởng phòng bộ, hỏi trưởng phòng nhân sự, đúng không? Hỏi trưởng phòng phòng nhân sự cái gì để. Thứ nhất ở đây chúng ta có thể là ask somebody to work hoặc là ask whether they could, đúng không? Vậy câu số 2 này sẽ có hai cách nhá. Một là ask somebody, đây ask somebody rồi này. Nếu mà ask somebody thì có lẽ là chỉ ok ask somebody to work hoặc là ask somebody if hoặc là whether, đúng không? Ok, vậy câu số 2 cô sẽ có hai cách viết như sau nhá. Vẫn là cái chủ ngữ đó, the applicant, ứng cử viên người xin việc, thì đã hỏi trưởng phòng nhân sự rằng, đúng không, ask the head of the human resources. Department. Và ở đây sẽ có hai cách. Một là to verb thì sẽ là to tell him, đúng không? Đây to tell me thì sẽ là to tell him rồi này. To tell him what skill, kỹ năng nào. Ở đây I thì bây giờ sẽ thành he, đúng không? Và lùi cái động từ, lùi thì của động từ need là he needed. In order to guess that job, đúng không? Cái this cũng sẽ phải chuyển sang thành that. Đó là quy tắc của cái câu tường thuật rồi. Hoặc chúng ta có thể chuyển là ask if he's or she, đúng không? Và lùi cái could thì đã lùi rồi nên cũng không cần này nữa. If he or she could tell him what skills he needed in order to get that job, thì đây cũng sẽ là cái cách thứ hai nhá. Câu số 2 có thể có viết lại hai cách như thế. Vậy câu số 3 thì sao? Chúng ta có if you like, I will find more information about the company that you are applying to. Là nếu mà bạn thích thì tôi có thể là tìm thêm thông tin về cái công ty mà bạn đang ứng tuyển. Vậy ở đây thì có lẽ là đưa ra một cái lời đề nghị, đúng không? Đây, my friend offered rồi này. Và offered cộng với to verb, đúng không? Vậy đây sẽ là to find. Động từ chính là find, đúng không? Vậy sẽ viết lại là my friend offered to find more information about the company that I am applying to, đúng không? That I was applying to thì sẽ chính xác hơn, bởi vì phải lùi một thì. Vậy câu số 3 sẽ viết lại là my friend, động từ offered đã cho sẵn rồi này. My friend offer cộng với động to verb là to find more information để tìm thêm thông tin về cái công ty, đúng không? About the company về công ty mà tôi đang ứng tuyển. I was applying to. Bởi vì là câu tường thuật nên chúng ta phải lùi thì nhá. Lùi thì ở các mệnh đề trong câu. Rồi ok, câu số 4 nào. Go ahead, applying for the job. Oh, cứ tự nhiên đi, đúng không? Hãy làm đi, ứng tuyển vào cái vị trí công việc đó đi. Ở đây cũng chúng ta có là his father encouraged, là khuyến khích. Và chúng ta sẽ có là encouraged somebody to work. Vậy ở đây sẽ viết lại là his father encouraged him to apply for the job, đúng không? Câu này thì nó lại đơn giản rồi này. Đây, câu số 4 cô sẽ viết như sau. His father encouraged, khuyến khích ai đó làm gì? Encouraged him, cộng với to verb là to, động từ chính là apply for the job. Đó là câu trả lời cho câu số 4. Rất là đơn giản. Và câu số 5 thì sao? Câu số 5 thì chúng ta có the working conditions at this factory are terrible. Là điều
kiện làm việc tại nhà máy này thật là kinh khủng. Có là he complained to his friend. Complained là phàn nàn. Và chúng ta sẽ có là complained to somebody about something. Về cái gì đó. Vậy câu này cô sẽ viết lại là complained to his friend about the terrible working condition at that factory, đúng không? Phàn nàn về cái điều kiện làm việc tồi tệ của cái công ty đó, của cái ở cái chỗ công xưởng đó. Vậy câu số 5 sẽ là he complained to his friend cộng với dấu từ là about something mà, đúng không? Và đây thì cô sẽ chuyển cái đó sang một tính từ, đó là the terrible working condition, the terrible working conditions at that factory sẽ là câu trả lời cho câu số 5. Và câu số 6, câu cuối cùng chúng ta có no, I can't tell you what the director's salary is because that information is confidential. Có nghĩa là không, tôi không thể nói với bạn mức lương của giám đốc đâu bởi vì đây là thông tin bí mật, bảo mật. Và chúng ta có là refused. She's refused. Và refused cộng với two verb là từ chối, làm cái động từ này. Vậy đây sẽ là từ chối nói, đúng không? Tell me what the director's salary is. Worse, đúng không? Nhớ là phải lùi thì nữa nhé. Vậy câu số 6 cô sẽ viết lại là từ chối nói về mức lương của giám đốc, đúng không? She's refused cộng với two verb là to tell me what the director's salaries were. Lương của giám đốc là bao nhiêu? Và is phải lùi một thì bởi vì đây là sang câu tường thuật. Bởi vì cái this information này cũng sẽ phải chuyển thành là that, đúng không? That information và cái to be cũng sẽ phải lùi một thì là was confidential, nó là thông tin bảo mật. Và đó sẽ là đáp án cho câu số 6. Ở cái dạng bài số 2 này thì chúng ta đã có thêm một vài những cái cấu trúc như là refused to verb, đúng không? Từ chối làm gì này. Complain to somebody about something. Encourage somebody to verb. Offer to verb. Ask somebody to verb. And invite somebody to verb, đúng không? Mời ai làm gì này. Yêu cầu ai làm gì này. Đề nghị làm gì. Khuyến khích ai đó làm gì này. Phàn nàn với ai đó về điều gì, cũng như là từ chối làm gì. Thì đó sẽ là một vài cấu trúc mà chúng ta có thể sử dụng trong câu tường thuật nhé. Và bài số 2 thuộc phần ngữ pháp cũng là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Vietjet bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.